Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 24 tháng 5 của bài Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Công dân khiếm thị, và ứng viên độc lập bị lập biên bản do không đi bầu. Việt Nam báo cáo ca tử vong vì Covid-19 thứ 44. Chủng biến thể mới gây nhiều ca bệnh nặng, bao gồm cả người trẻ ở Việt Nam. Phòng Thương mại Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam giảm thời gian cách ly với du khách đã tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, vào tối ngày 23 tháng 5 năm 2021, bà Đỗ Lê Na ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bị tổ bầu cử số 4 của phường lập biên bản về việc bà không đi bầu cử. Bà Na là một người khiếm thị, vợ của ứng cử viên đại biểu quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng, người bị bắt ngay trước thềm cuộc bầu cử bởi bị cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước. Theo các video được bà đăng tải, cảnh sát khu vực ra điều kiện. Thứ nhất, bà phải đi bỏ phiếu. Thứ hai, nếu bà không bỏ phiếu thì tổ bầu cử sẽ tiến hành lập biên bản đối với bà. Bà Na thuộc lại vụ việc qua điện thoại như sau. Lần thứ nhất họ đến tầm 4 giờ kém buổi chiều. Họ thuyết phục mình thì mình nói với họ như thế. Mình mình nói là cái ủy ban bầu cử ấy, ngày nào cũng nhắn tin yêu cầu là sáng suốt lựa chọn tuy nhiên là mình thì chỉ được đưa mỗi cái thẻ cử tri thì mình biết sáng suốt lựa chọn ai thì lẽ ra là họ phải tiếp xúc cử tri để họ đưa ra chương trình hành động hoặc là họ sẽ có những cái giải thích cho cử tri biết là sau này khi mà chúng cử thì họ sẽ làm những gì ờ, thì mình có nói như thế và họ bảo là Ừ, đúng rồi phải có hết có đầy đủ thế này thế nọ nhưng mà bản thân mình thì không không có được tiếp xúc với ai cũng không được mời thậm chí là đến 10 giờ sáng họ mới đưa cho mình cái danh sách những uh, ứng viên sẽ uh, tham gia ứng cử vào đợt này á trong biên bản về việc vận động cử tri đi bỏ phiếu bầu cử được đánh máy sẵn của tổ bầu cử số 4 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết đã cấp phát đến bà Na các tài liệu tuyên truyền bầu cử các đại biểu quốc hội khóa 14 và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, bà là một người khiếm thị không thể đọc các văn bản này. Phóng viên vào chiều ngày 24 tháng 5 gọi cho số điện thoại của ủy ban nhân dân phường Thanh Lương. Tuy nhiên, vị nữ cán bộ nhấc máy rồi từ chối trả lời và đề nghị phóng viên mang giấy giới thiệu đến trụ sở để làm việc. Một người khác là ông Đinh Văn Hải ở thôn Ninh Hòa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng đưa lên Facebook hình ảnh biên bản về việc tổ bầu cử mang thùng phiếu di động đến nhà ông để vận động bỏ phiếu nhưng ông từ chối. Một người bất đồng chính kiến khác là ông Phan Văn Bách, từng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016, cũng bị hai người trong tổ bầu cử Hà Nội đến tận nhà nhưng ông từ chối cho vào nhà bởi lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. Bộ Y tế Việt Nam vào chiều ngày 24 tháng 5 báo cáo ca tử vong thứ 44 vì COVID-19. Đây là ca tử vong thứ 9 được ghi nhận trong vòng 10 ngày qua. Cụ thể, nạn nhân là một nữ công nhân 38 tuổi, làm việc cho nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoshiden tại Bắc Giang. Đây là bệnh nhân COVID-19 mang số bệnh nhân 4807, nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vào ngày 17 tháng 5. Sau 5 ngày điều trị, Người bệnh có dấu hiệu suy hô hấp nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang với những triệu chứng ho, tức ngực, khó thở, đau rác họng, phổi thông khí giảm cả hai bên. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp. Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5, bệnh nhân qua đời với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn trên người, mắc SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, ARDS. Giới chức y tế Việt Nam thừa nhận chủng virus SARS-CoV-2 mới trong đợt dịch thứ tư đang gây ra nhiều ca bệnh nặng hơn, bao gồm cả người trẻ tuổi, so với các chủng virus gây bệnh trong các đợt dịch lần trước. Tiểu ban điều trị và tổ hội trận bệnh nhân COVID-19 nặng cho biết, tính đến sáng ngày 24 tháng 5, Việt Nam đang điều trị 2.258 bệnh nhân. Trong số này, 61 ca bệnh có tiên lượng nặng, 69 ca phải thở oxy, 20 bệnh nhân nguy kịch. Các chuyên gia đầu ngành y của Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lời cho biết chủng virus mới được đánh giá lây lan mạnh và gây ra nhiều biến chứng nặng không chỉ ở những người có bệnh nền mà cả ở nhiều người trẻ. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.253 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh là các tỉnh có nhiều ca nhiễm nhất với số ca lần lượt là 980 và 474 ca. Đây là hai tỉnh có nhiều khu công nghiệp và có nhiều ca lây nhiễm trong các công nhân làm ở các khu công nghiệp. Phòng Thương mại Hoa Kỳ gọi tắt là Amcham kêu gọi Việt Nam giảm bớt thời gian cách ly kéo dài đối với những khách du lịch đã tiêm vaccine phòng chống COVID-19, đồng thời cho phép các công ty tư nhân tham gia vào việc tìm mua vaccine COVID-19. Theo Reuters, Việt Nam đã đóng cửa biên giới vào tháng 3 năm 2020 và chỉ cho phép công dân hoặc chuyên gia nước ngoài nhập cảnh với điều kiện họ phải trải qua 3 tuần kiểm dịch tại một khách sạn hoặc trung tâm cách ly tập trung do quân đội điều hành, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng ngừa vaccine COVID-19. Giám đốc Amcham, ông Adam Sikov cho biết Amcham khuyến khích chính quyền Việt Nam thực hiện các thủ tục nhập cảnh bớt nặng nề, hơn cho những doanh nhân đã được tiêm phòng đầy đủ, các chuyên gia nước ngoài và thậm chí có thể là khách du lịch, tuyên bố cũng cho biết dựa theo khảo sát của các thành viên AmCham, nếu Việt Nam giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 21 ngày hiện tại xuống còn 7 ngày thì sẽ có 81% thành viên sẽ đến Việt Nam cho đến nay, Bộ Y tế Việt Nam báo cáo chỉ có 28.961 người được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ và Việt Nam đã đặt hàng thêm vaccine từ một số nhà cung cấp. Các quan chức Việt Nam cho hay họ dự kiến sẽ nhận được nhiều vaccine hơn vào cuối năm nay, nhưng cũng sẽ không đầy đủ để đạt được miễn dịch cộng đồng. Giám đốc Sikov của Amcham nói với Reuters rằng nhiều thành viên của phòng thương mại sẵn sàng trả tiền để nhân viên của họ được tiêm chủng và đang có các cuộc thảo luận với chính phủ Việt Nam về cách thực hiện sớm nhất có thể. Vừa rồi là một số tin nữa bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt Ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.